第28 thiên, ngày 28. Hãy nghe và nhắc lại cách nói, hình như tên là Đại học Sư phạm Quảng Tây. Nguyên văn là, hình như gọi là Đại học Sư phạm Quảng Tây. 好像叫广西师范大学. Hào. Xiang. Jiao. Quảng. Xi. Shi. Fan. Da. Xue. Hào xiang jiao quảng xi shi fan da xue. Hào xiang jiao quảng xi shi fan da xue. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Cũng vậy. Dễ sư. Ở hội quán tam thế. Tại san sư hội quán. Học tập lẫn nhau. Hù xiang xuế xí. Người của nơi nào ở Trung Quốc? Trung Quốc nào cái địa phương của nhân? Trung Quốc nào cái địa phương của nhân? Thật à? Chân thật mà? Người bản địa Quế Lâm. Quế Lâm bản địa nhân. Học ở trường đại học nào? Tại 哪所大学读书?